trong 522, rất không thoải mái. Gia Kỳ, ngươi ở chỗ này chờ ta, không nên đi bất kỳ địa phương, ta đi một lát sẽ trở lại. Hiên Viên Ngạo Tuyết liếc qua chung quanh, như biển người, miễn cưỡng yên lòng, rồi sau đó nhìn Lý Dật cũng ở đây cách đó không xa, bước nhanh đuổi theo. Trong góc, hai đạo thân ảnh cao lớn, giống vậy cảnh giác rời đi. Cố Gia Kỳ ánh mắt lóe lên, nhìn Hiên Viên Ngạo Tuyết rời đi, quay lại nghiêng đầu về phía sau nhìn, phát hiện Lý Dật đang cùng một cái bà lão trò chuyện với nhau thật vui, Cố Gia Kỳ ngây ngẩn, chẳng lẽ Lý Dật ở chỗ này có người quen? Cố Gia Kỳ vừa muốn đứng dậy, bốn đạo to lớn bóng người chặn lại đường đi. Lý Dật không biết Cố Gia Kỳ gặp phải sự việc. Giờ phút này, Lý Dật cảm khái nhìn trước mặt bà lão, khó khăn được thanh âm ôn nhu rất nhiều. Đây có lẽ là số lượng không nhiều đáng Lý Dật ôn nhu đối đãi người. "Lưu bà bà, ngươi gần đây thân thể được không à?" Lúc đầu thật là tiểu dịp, ha ha, bà này thân thể tạm được, cường tráng, ngươi đâu? Ta cũng vẫn khỏe. Lý Dật đỡ manh mắt lão bà bà, ngồi vào một bên nơi ít người, Lưu bà bà đưa tay vuốt ve Lý Dật đầu, tóc, gò má mắt, tai, miệng, cái mũi. Thay đổi, vậy không thay đổi, xem, thật là xem, cùng khi còn bé giống nhau như đúc, nói về tiểu diệp, người 8 tuổi sau đi nơi nào. Mẹ ngươi cũng tìm điên rồi, sau đó vậy rời đi nơi này, thời gian dường như đã trở lại mấy lần, nhưng là khi đó bà bà bệnh nặng, vậy không đụng gặp, sau đó hoàn toàn không có các ngươi hai mẹ con tin tức. Lưu bà bà, ta mẫu thân. Qua đời, còn như ta, đi một cái chỗ rất xa. Nguyên lai like là như vậy à, à, là bà bà không đúng, không nên xách những thứ này. Bà bà, ngài có thể muôn ngàn lần không thể như thế nói, nếu không phải khi còn bé, ngài thường xuyên tiếp tế ta cùng mụ ta, chúng ta có thể đã sớm chết đói. Hay, bà bà gây ra cháo thang, mùi vị cũng không tốt, thường xuyên không người uống, mang về cho các ngươi ăn, không có gì, huống chi vậy lạnh xem cơm, các ngươi hai mẹ con không ngại liền tốt. Cụ già nói rất chất phát, lý giật rõ ràng, lão người nhà cũng là uống cháo sống qua ngày. Lý giật không có nói gì nhiều, vỗ cụ già tay, quay lại nghiêng đầu nhìn quen thuộc cháo thang, cùng với một chuyện sống con gái, con gái rượu, khá là thanh tú, nhìn như 18, 9 tuổi dáng vẻ. Lưu bà bà đứng ở trước sạp giúp ngươi mua cháu là. Cháu gái ta, Nhã Nhã, Chu Nhã Nhã, năm nay mới vừa thi đậu Hoa Hải Đại học Y khoa, ngày thường không có lớp thời điểm giúp ta mua mua cháu, ngươi đừng nói, Nhã Nhã hiện tại làm cái gì đấu âm, mỗi ngày mua cháu thật nhiều, chúng ta hiện tại sinh hoạt tốt hơn. Vậy Chu Thúc và Chu Thẩm. Qua đời. Lý Dật không có hỏi nhiều, rồi sau đó hai người trò chuyện chốc lát, đợi đến Lý Dật khẳng định lần sau viếng thăm, Lưu bà bà lúc này mới lưu luyến không thôi thả hắn rời đi cùng lý giật sau khi đi chu nhã nhã tò mò đi tới nãy nãy ngươi mới vừa rồi nói chuyện với người nào đâu ta cùng ngươi đã nói nhỏ dịp ca ca một cái số khổ hài tử áo chu nhã nhã gật đầu tò mò mang ngượng ngùng nguyên lai đây chính là nhỏ dịp ca ca còn thật đẹp trai dĩ nhiên chu nhã nhã vậy chưa đến nỗi phạm si mê người nghèo hài tử sớm lo liệu việc nhà nàng ý tưởng nuôi thật là khổ cực đem mình nuôi lớn nãy nãy là được còn như tình yêu còn không nghĩ như thế nào qua lý giật tất nhiên không biết sau khi đi sự tình phát sinh giờ phút này lý giật ánh mắt lóe lên nhìn cố giai kỳ hai nàng chỗ ngồi cũng không gặp cố giai kỳ cũng không gặp hiên viên ngạo tuyết theo bản năng hướng nhìn bốn phía rốt cuộc thấy hiên viên ngạo tuyết bóng người hiên viên ngạo tuyết đi nhanh tới đây giống vậy không gặp cố giai kỳ lý giật giai kỳ đâu ta đang muốn hỏi ngươi hiên viên ngạo tuyết vẻ mặt hốt hoảng mới vừa phải xuất ra điện thoại di động thông báo lý tổ thành viên lý giật một cái đè lại điện thoại di động trước không muốn kinh hãi quái vật nhỏ nơi này không có hỗn loạn dấu vết chung quanh du khách vậy rất bình tĩnh thuyết minh giai kỳ không phải là bị bắt rời đi, tìm một chút, ngươi đội viên tới vậy không đính dụng. Cái này, được rồi. Tự biết đối lý, hiên viên ngạo tuyết không có tranh cãi. Lý giật nhìn nàng một mắt. Nói về ngươi đi làm gì? Mới rồi có hai người hơi thở, cùng giai kỳ dính mùi máu tanh có chút giống, cho nên ta đuổi theo, nhưng mà không đuổi kịp, cho nên liền vội vàng trở về. Nhìn cúi đầu xuống hiên viên ngạo tuyết, lý giật cao mày. Chẳng lẽ là điệu hổ ly sơn? Đang suy nghĩ, cách đó không xa chu nhã nhã chạy tới, Tò mò nhìn một cái hiên viên ngạo tuyết đây là nhỏ diệp ca ca bạn gái sao thật là đẹp quay lại chu nhã nhã hướng về phía lý giật nói nhanh nhỏ diệp ca ca các ngươi là ở tìm mới vừa rồi ngồi ở chỗ này tỷ tỷ đẹp sao ừ ngươi chính là nhã nhã à không sai ngươi nhìn thấy giai kỳ cái đó tỷ tỷ đẹp đi đâu không mới vừa rồi nhã nhã thấy được tỷ tỷ đẹp đi theo bốn cái tay trang hộ vệ rời đi bọn họ thật giống như biết tỷ tỷ đẹp lúc đi có chút nóng nảy có thể quên cho nhỏ diệp ca ca nói được cảm ơn nhã nhã ta biết không có chuyện gì, nhỏ dịp ca ca gặp lại. Chu nhã nhã mười phần có lễ phép rời đi. Lưu lại hiên viên ngạo tuyết và lý giật mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai người nồng nặc không rõ ràng, cố giai kỳ mình chủ động rời đi. Hơn nữa còn là rất gấp rời đi. Lý giật nhíu mày lại, giảng ra mở, trực tiếp phân phó hiên viên ngạo tuyết. Tạm thời giai kỳ hẳn không nguy hiểm gì, ngươi liên lạc một tí hoa hải trị an ngành, ta nhớ lý tổ thành viên có có quyền hạn này đi. Hiên viên ngạo tuyết yên lặng, cổ quái nhìn lý giật. Tên này lại đối lý tổ như vậy biết rõ. Không sai, thông thường quốc an nhân viên không thể trực tiếp mệnh lệnh địa phương ngành phải xin phép nhưng là lý tổ thành viên đều có nhất định đặc quyền lãnh đạo trực tiếp địa phương ngành dựa theo tầng cấp cũng không có cùng quyền hạn đáng tiếc mình các người đối hắn không biết gì cả thật đúng là thất bại à nghĩ như vậy hiên viên ngạo tuyết cầm lấy điện thoại ra nhanh chóng bấm một cái mã số một phen lời nói cúp điện thoại hiên viên ngạo tuyết lần nữa nhìn về phía lý giật ta đã thông báo trị an ngành điều lấy quản chế mau sớm tìm được giai kỳ rơi xuống được lý giật miễn cưỡng yên lòng hoa lý sơn trang Thành tựu Hoa Hải nổi tiếng nhất khu nhà giàu, khu biệt thự mắc tiền, đứng sau Hoa Hải ngoại ô Cố gia biệt viện, tự nhiên ở nơi này đều không phải là cái gì người bình thường, tiện nghi nhất biệt thự vậy được ngàn vạn khởi bước, còn như đắt tiền nhất chính là biển mận biệt thự số 1, giá trị 300 triệu. Dĩ nhiên thành tựu Hoa Lý sơn tra người khai phá, biển mận địa sản tổng giám đốc hướng Hải Lý, tất nhiên có tư cách ở tại sang nhất trong biệt thự, cho dù cách chỗ rất xa, giống vậy có thể thấy biển mận biệt thự số một sang trọng. Đèn đúc sáng rực, huy hoàng cực kỳ. Giống như một nơi xa xỉ hoàng cung nhã uyển giờ phút này sang trọng biển mận biệt thự số một bên trong một cái gian phòng cố giai kỳ kiểm tra cẩn thận hoàng trên giường nằm cụ già đợi đến xác định sau đứng dậy nhìn về phía bên cạnh đứng hướng hải lý hướng thúc thúc phúc gia gia không có sao chính là ba ngày mới vừa làm ruột thừa giải phẫu có chút sau khi giải phẫu tống hợp chứng áo cảm ơn giai kỳ cháu gái thật là quá phiền toái ngươi cả buổi tối còn đến nhà chạy lên một chuyến nếu không phải phúc bá chân thực tình huống nguy hiểm ta cũng không sẽ mời ủng hộ bộ công tử hung mảnh chương năm trăm hai mươi ba đi trước không có chuyện gì, hướng thúc thúc, ta mới chịu hướng ngài học tập, phúc gia gia là của ngài quản gia, ngài cũng có thể tận tâm tận trách, để cho phúc gia gia an hưởng tuổi già. À, quản lý ta cả đời, ta cũng được quản đến phúc bá qua đời không phải. Hướng Hải Lý tùy ý khoát khoát tay. Quay lại đổi đề tài, mời nói. Đúng rồi, gia kỳ cháu gái, ngươi còn chưa ăn cơm chứ, ta mới vừa nghe hộ vệ nói mời ngươi lúc tới, ngươi đang muốn ăn cơm đúng không? Yên tâm, hướng thúc thúc đã cho ngươi chuẩn bị xong, ngươi ngay tại trong nhà ta ăn đi. Cái này, được rồi bất quá hướng thúc thúc ta cấp cho bạn ta nói một tí cố giai kỳ rõ ràng làm khó nghĩ đến hướng hải lý làm người viễn chuyển nói hướng hải lý ánh mắt lóe lên cười gật đầu mặc cho cố giai kỳ đi ra ngoài gọi điện thoại rất nhanh cố giai kỳ sắc mặt khó coi đi trở về hướng thúc thúc bạn ta đang chờ ta nếu không lần sau ta mời ngài ăn cơm đi lần này thật xin lỗi à là có chuyện như vậy vậy rất đáng tiếc vậy được đi giai kỳ cháu gái nếu cơm không ăn nổi một ly rượu có thể cho hướng thúc thúc một cái mặt mũi sao hướng hải lý không nói lời nào cầm lấy gấp đôi rượu chát một ly đưa cho cố giai kỳ cố giai kỳ hơi biến sắc mặt làm sao chút mặt mũi này giai kỳ cháu gái cũng không cho hướng thúc thúc không cho cố giai kỳ cơ hội nói chuyện hướng hải lý cơ hồ là đem ly rượu nhét vào cố giai kỳ trong tay bót cố giai kỳ một cái không có nhận ổn ly rượu rơi trên mặt đất rất bể rượu chát vải đầy đất hướng hải lý lông mày nhướng lên trong mắt lóe lên ác thú cố giai kỳ có chút bối rối hướng thúc thúc ngại quá mới vừa mới vừa rồi không có nhận ổn vậy thì quét đi hướng hải lý lạnh như băng nói nhất thời một cái người giúp việc chạy tới thì phải vẫy quét miễn thủy tinh và rượu tí hướng hải lý đột nhiên rầy đem quét dọn công cụ cho giai kỳ cháu gái ai làm được ai tới làm sạch sẽ tất cả người sửng sốt một chút cố giai kỳ ánh mắt bực bội nhìn hướng hải lý một mắt tay trắng nắm chặt bạc màu sáng bình trên điện thoại di động liền liền một ô tín hiệu cũng không có như vậy phòng hoa địa phương không có tín hiệu, ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Tối nay có người chẳng muốn mình đi à. Nghĩ như vậy, cố giai kỳ thản nhiên nhìn về phía trước mặt hướng hải lý, mỉm cười nhận lấy quét dọn công cụ. Là giai kỳ làm không đúng, quả thật do giai kỳ quét dọn sạch sẽ. Cố giai kỳ quét rất nghiêm túc. Quét xong, kéo hoàng, thậm chí liền một chút trụ tí đều không lưu lại, cuối cùng lễ phép đem công cụ giao cho người giúp việc. Hướng hải lý ánh mắt lóe lên nhìn hết thảy các thứ này. Bóp bóp. Lại vỗ tay. Không sai, không tệ, ngươi cùng cha ngươi quá giống, ban đầu đem cha ngươi mời tới đây, để cho hắn làm một ít hạ đẳng nhân sự tình, hắn ngoan ngoãn làm, đường đường cố gia gia chủ. Không đúng, khi đó vẫn là cố gia đại thiếu gia, có thể co giảng là một nhân vật, sau đó cùng các người cố gia mượn điểm tiền huê hồng, ta cái này biển mận địa sản cũng làm đứng lên. Cố gia kỳ không có lời nói. Chuyện này, nàng so người bất kỳ rõ ràng, ban đầu nếu không phải cố văn lễ liều chết đem nàng bỏ lại xe, bị bắt cóc chính là bọn họ hai cha con nàng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một khắc sau, cố gia kỳ dự cảm không tốt nói. Hướng thúc thúc, chuyện đã qua đều đi qua hiện tại nếu quang minh chánh đại làm ăn ha 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 chánh đại quang minh ngại quá giai kỳ cháu gái thật ra thì hướng thúc thúc một chút đều không đổi thích đồ sẽ dùng trực tiếp nhất phương pháp đạt được ban đầu hướng thúc thúc thích nhà ngươi tiền cho nên xin cha ngươi tới đây gia gia ngươi thỏa mãn hướng thúc thúc cần hiện tại giai kỳ cháu gái có thể thỏa mãn hướng thúc thúc cần không hướng thúc thúc vẫn là phải tiền sao cháu gái mấy năm này tất điểm muốn có thể cũng cho hướng thúc thúc, liền làm không hơi thở nhập cổ phần biển mận địa sản, nếu như không đủ, ta hồi Cố gia. Cố gia Kỳ một chút xíu lui về phía sau. Nhìn hướng Hải Lý trên mặt ăn chắc mình diễn cảm, vẻ mặt đổi được 10 phần khó khăn xem. Đáng tiếc bốn người hộ vệ đã chặn lại cửa. Hướng Hải Lý lắc đầu một cái. Không không không, Gia Kỳ cháu gái, ta không muốn ngươi tiền, cũng không muốn Cố gia tiền, đúng rồi, Cố Văn Lễ đã đem đem ngươi đuổi ra ngoài đi, yên tâm, Hướng Thúc Thúc sau này khẳng định cho ngươi trả thù, nói rõ đi, Hướng Thúc Thúc, thúc thích ngươi, Gia Kỳ cháu Giai kỳ ngươi nguyện ý làm phụ nữ của ta sao nhìn trước mắt sau mình phụ thân cũng lớn mấy tuổi người đàn ông vừa nói thích mình cố gia kỳ trong lòng không chút nào kiêu ngạo ngược lại là buồn nôn vô cùng muốn ói ách à có lẽ có điểm tâm bên trong sạch sẽ cố Giai kỳ không kềm hãm được nôn mẹ lên tiếng vô hình cố Giai kỳ trong đầu thoáng qua lý giật bóng người ngồi dậy ánh mắt lạnh như băng thật xin lỗi hướng thúc thúc ngươi cái loại này thích làm ta rất không thoải mái huống chi ta có người thích hơn nữa chúng ta kết hôn rồi nghe cố giai kỳ nghĩa tránh ngôn từ thanh âm đừng nói người giúp việc bọn cận vệ chính là hướng hải lý đều ngẩn ra ngay sau đó hướng hải lý tiếng cười lớn cũng muốn xuyên thấu biệt thự sang trọng cười nước mắt cũng rớt xuống bàn tay điên cùng trống trước nhìn cố giai kỳ tràn đầy thưởng thức ý ha 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 tốt tốt thật là hay dịu nhân một cái hướng thúc thúc được thừa nhận ngươi so cha ngươi gan lớn nhiều ban đầu cha ngươi nhưng mà không có can đảm cùng ta nói như vậy hướng hải lý đột nhiên nổi giận thanh âm biết tai nhức óc rất lâu không có ai dám can đảm không vâng lời mình ý càng không có người gan lớn như vậy cự tuyệt mình. Cái này hoa hải, thương giới lấy cố đủ hai nhà cầm đầu, hắc đạo lấy hổ ban cầm đầu, nhưng là chỉ có chân chính nhân vật tầng trên mới rõ ràng, hắn hướng hải lý mới là chân đạp trắng đen hai bên nhân vật lớn. Một khắc sau, hướng hải coi cố giai kỳ. Ngươi cái đó trượng phu, theo ta biết, chỉ là ngươi tạm thời kéo cho đủ số, cha ngươi đều không nhìn ở trong mắt, ngươi cảm thấy hướng thúc thúc sẽ nhìn ở trong mắt sao. Cố giai kỳ không có lời nói, khó khăn được ánh mắt có chút phức tạp. Hướng hải lý tiếp tục thẳng thắn nói coi như cái thằng nhóc đó thật sự là trượng phu ngươi thì như thế nào giai kỳ ngươi xuất ngoại du học nhất định rất có văn hóa đi vậy ngươi có biết hay không trên lịch sử có cái tào tháo hắn à thích nhất vợ người hướng thúc thúc thích nhất người này sau đó nghiên cứu mới phát hiện cái này tào tháo à không là thích vợ người là thích xinh đẹp cho nên hướng thúc thúc vậy thích xinh đẹp giai kỳ ngươi quá đẹp cho nên hướng thúc thúc mới biết đủ rồi hướng thúc thúc tối nay ngươi có thể uống nhiều rồi nếu như không có chuyện gì khác giai kỳ cáo từ trước nói xong cố giai kỳ xoay người rời đi nhìn cửa bốn người hộ vệ, nội tâm một đắng, biết ngày hôm nay sẽ không từ bỏ ý đồ, dĩ nhiên cố giai kỳ trên mặt vẫn là rất trấn định, lạnh lùng liếc qua bốn người hộ vệ. Tránh ra. Ha ha, giai kỳ cháu gái, tối nay liền lưu lại đi. Hướng thúc thúc nhất định sẽ thật tốt yêu ngươi, ngày mai, hậu thiên, sau này chỉ sẽ cưng chiều ngươi một người, còn có ai chọc ngươi mất hứng, hướng thúc thúc sẽ giáo huấn ai. À. Hướng hải lý hí ngược kêu, bước nhanh xong lại. Cố giai kỳ giật mình, lui về phía sau, trực tiếp rớt ngồi dưới đất. Bành rõ ràng xương thịt sai vị thanh âm. Cố giai kỳ lộ ra thống khổ diễn cảm, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mời ủng hộ bộ công tử hung mảnh. Chương 524, mục đích. Tây tử nâng tim, ta gặp do liên. Đáng tiếc nhìn Cố giai kỳ thống khổ sắc mặt, hơn nữa kích phát hướng hải lý điến thái thú dục, giống như ác lang đánh về phía trên đất Cố giai kỳ. Cố giai kỳ sợ hoa dung thất sắc, dứt khoát cuối cùng, nghi người tránh thoát. Bất quá thân là bệnh viện phó viện trưởng, hoa hải nữ thần, thiên chi kiều nữ vậy tồn tại, mình lấy vô cùng bất nhã xem tư thế trên đất lật lăng, nghe nửa trước người chung quanh tiếng cười nhạo cố giai kỳ trong mắt cầu đầy nước mắt từ nhỏ đến lớn còn không nhận như vậy khuất nhục hàm răng cắn môi tí ti máu tươi rỉ ra nước mắt cuối cùng rơi xuống cố giai kỳ căm giận hướng tiên sinh ba ngày ban mặt trời đất sáng trưng ngươi thật mắt không vương pháp mà ba ngày ban mặt giai kỳ cháu gái không đúng sao đây chính là tối lửa tắt đèn à vừa vặn làm chút có ý nghĩa sự việc thêm nữa nói vương pháp giai kỳ cháu gái ngoại giới ta không biết nhưng là cái này hoa hải ta chính là vương pháp phục tòng ta chính là phục tòng vương pháp hướng hải lý đứng lên gầm thét quay lại phân phó chừng hộ vệ các ngươi cho ta đè lại nàng tối nay giai kỳ cháu gái ta để cho ngươi biết vì sao là hoa hải vương pháp vì sao là ta hướng hải lý vương pháp à ha 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 hướng hải lý cười dâm đảng nhất thời chung quanh người giúp việc lui về phía sau hộ vệ giống vậy cười dâm đảng đi tới hiển nhiên hướng hải lý làm cái loại này chuyện hoang đường không phải một lần hai lần ngay trước mọi người thi bạo có lúc bọn cận vệ cũng có thể phân lần trước chén canh cố giai kỳ à hỏi dò hoa hải cái người đàn ông nào bất tâm động sợ rằng cũng chỉ có treo trên tường liền đi vì vậy cố giai kỳ khuất nhục hô to một đám vương pháp vây quanh đi qua hướng hải lý thậm chí đã bắt đầu cởi quần áo bành bỗng nhiên phòng khách cửa gỗ trực tiếp bể tan tành. một đạo linh hoạt bóng người gần như là nhảy đi vào hai bước đến gần hướng hải lý hộ vệ không cùng bọn cận vệ kịp phản ứng linh hoạt bóng người nhanh chóng đem bọn họ đạp đi ra ngoài rồi sau đó ngăn ở cố giai kỳ trước người cố giai kỳ nước mắt rung lên theo bản năng hô diệp quân không đúng, ngạo tuyết. Ken 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 làm, đương nhiên là ngươi đáng yêu lại có thể tin con gái ngạo tuyết rồi, giai kỳ đừng sợ, ta mang ngươi về nhà. Đúng rồi, mặc dù rất không muốn nói, nhưng là ngươi người đàn ông kia cũng tới, ở bên ngoài giải quyết phiền toái. Xem xem xem, ta cứ nói đi, bạn gái thân tới cứu ngươi, ngươi không có chút nào sở động, vừa nghe người đàn ông kia tới, ngươi liền mặt vui vẻ, thật là trọng sắc khinh bạn người phụ nữ. Hiên viên ngạo tuyết không coi ai ra gì vừa nói, tràn đầy than khổ, thực thì ở dời đi cố giai kỳ thần kinh cẳng thẳng. Phốc suy, Quả nhiên, Cố Gia Kỳ không khỏi tức cười, gương mặt một đỏ, vừa định nói nào có. "Đãi, lại là từ vậy nhảy ra nha đầu, lông đều không mọc đủ, lại dám chạy đến nơi đây ngang ngược." "A, à, dáng điệu không tệ, chẳng lẽ Gia Kỳ ngươi biết hướng thúc thúc thích nhiều người vận động, cho nên đặc biệt tìm tới chị em gái nhỏ sao?" "Vậy hướng thúc thúc sẽ không khách khí, mấy tên phế vật các ngươi, còn không cùng tiến lên." Hướng Hải Lý dâm cười nói, lần nữa chỉ huy bò dậy hộ vệ. "Phịch." Không chút do dự, Hiên Viên Ngạo Tuyết rút ra súng, trực tiếp đánh xuyên một người hộ vệ bắt đùi hộ vệ đổ xuống đất, gào thống cổ trước, tất cả người sợ hết hồn. Nhất là hướng hải lý, sắc mặt khó khăn xem, nhìn chầm chầm dơ súng nhắm ngay mình hiên viên ngạo tuyết. Ngươi, 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 làm gì? Ban ngày ban mặt. Vô hình lời kịch có chút quen thuộc. Hướng hải lý im miệng. Ken két. Hiên viên ngạo tuyết không chút do dự viên đạn lên nòng. Ta chính là xem xem, nơi này có còn hay không đại hạ vương pháp. Tất cả không được nhúc nhích, ai muốn lộn xộn lấy làm trở ngại an toàn nhân viên bắt giữ thậm chí bắn chết cổ thông an toàn nhân viên tất nhiên không có quyền lực này nhưng là lý tổ thành viên quả thật có nhất định tiền trảm hậu tấu đặc quyền vừa nghe đến an toàn hướng hải lý mặt cũng xanh biết hắn giác được chuyện của mình làm đỉnh hơn đưa tới dây an không nghĩ tới an toàn cũng xuất hiện chưa ăn qua thịt heo còn có thể không gặp qua heo chạy những thứ này có thể là có giết người bằng người tàn nhẫn trong chốc lát trong phòng khách bầu không khí rơi vào dằn co thiên viên ngạo tuyết cau mày lăng ta muốn xem ngươi chứng kiến Phịch. tiếng thứ hai tiếng súng vang hướng hải lý sàn nhà dưới chân vỡ vụn bay loạn đá cắt hai gò má của hắn rốt cuộc hướng hải lý trong mắt xuất hiện sợ hãi dưới chân lui về phía sau nhưng là không có phân phó hộ vệ lui về phía sau Thiên viên ngạo tuyết xem rõ vẻ mặt khó khăn xem nắm súng tình thế khó xử loại chuyện này bóp cò thật ra thì có chút không tuân theo nguyên tắc nếu là giết người tuyệt đối sẽ bị mắng tổ huyết phúng đầu đang lúc này lý giật xuất hiện ở phòng khách trước tất cả cảnh tượng thu hết vào mắt rồi sau đó thanh âm lạnh như băng phân phó nói trước mang giai kỳ rời đi nơi này một lát sau biển mận biệt thự số một phòng khách một phiến lưu lạc tơi tả hộ vệ cắn răng nghiến lợi hướng hải lý ánh mắt quán độc giận dữ hét ta muốn giết các ngươi giết các ngươi cái này hoa hải còn không có thể để cho ta hướng hải lý cúi đầu người cho tới bây giờ không có ta nhất định phải giết các ngươi trong thanh âm quán độc cho dù mới vừa vừa mới đứng lên hộ vệ nghe tới cũng là một hồi phát rét vị này ở hoa hải coi trời bằng vung có khó hiểu bối cảnh gia hỏa chân chính nổi giận dĩ nhiên tất cả hộ vệ nhìn hướng hải lý bị đánh xuyên cánh tay phải giống vậy đáy lòng run rẩy phía sau tới người đàn ông chưa ra hình dáng gì nhưng là cầm súng người phụ nữ quá hung mảnh mới vừa rồi hướng hải lý cản đường trực tiếp giơ tay lên một súng đường xuống núi hiên viên ngạo tuyết trước mặt lái xe chỗ ngồi phía sau lý giật ông trước hôn mê cố giai kỳ không nói một lời vẻ mặt khó hiểu trong mắt không buồn không vui có lẽ cảm giác vô hình giá rét vậy có lẽ cảm thấy hôn mê cố giai kỳ cần nhiệt độ hiên viên ngạo tuyết mở ra máy điều hòa không khí rất nhanh trong xe đổi được mãn dương dương liền liền cố giai kỳ nhíu chặt chân mày cũng giãn ra một khắc sau thiên viên ngạo tuyết từ trong kính chiếu hậu nhìn chỗ phía sau hai người nổi giận đùng đùng hỏi đến giai kỳ không có sao chứ không có sao không phải lý giật ta liền muốn không rõ ràng ngươi cũng có thể kinh khí ngoại phóng mới vừa rồi liền người bình thường cũng dạy bảo không được sao vẫn là nói ngươi lo lắng chọc trên phiền toái gì thiên viên ngạo tuyết từ trong kính chiếu hậu nhìn lý giật giữa trưởng tản ra nóng hổi khí có chút kinh ngạc có chút hâm mộ cuối cùng lại có chút tức giận chất vấn kinh khí ngoại phóng đây là nhất lưu cao thủ biểu hiện thật ra thì ban đầu lý giật tiện tay đồng phục nàng thời điểm hiên viên ngạo tuyết cũng cảm giác người đàn ông này không đơn giản không nghĩ tới đã bước vào nhất lưu cao thủ tiêu chuẩn kinh khí kêu vang là vị minh kính kinh khí truyền là vị ám kình nhưng là vô luận minh kính vẫn là ám kình kinh khí đều không cách nào ngoại phóng cho dù ám kình võ giả cũng chỉ là đem kinh khí từ mình trong cơ thể đẩy vào đối phương trong cơ thể đạt tới đã thương người hiệu quả chỉ có nhất lưu cao thủ cũng chính là cái gọi là hóa kình mới có thể kinh khí ngoại phóng đơn giản mà nói, toàn bộ đại hạ, võ đạo phùng vinh, trên mặt nổi hóa kình cao thủ cũng không quá hai tay số. Hiên viên ngạo tuyết phụ thân hiên viên chung chính là một cái hóa kình cao thủ. Còn như hiên viên ngạo tuyết, ám kình tồn tại. Cũng không biết cái này người đàn ông thuộc về hóa kình loại tầng thứ nào, hóa kình tới giữa tầng thứ trên lệch, nhưng mà so ám kình đến hóa kình cũng phải lớn hơn, mình phụ thân có thể là có hóa kình tầng chót tồn tại. Hiên viên ngạo tuyết kiêu ngạo nghĩ đến. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 525, có chút nhức đầu giờ phút này lý giật không có để ý hiên viên ngạo tuyết truy hỏi cúi đầu nhìn trong ngực cố giai kỳ tuyệt đẹp mặt mũi trắng bệch cũng không biết là đau vẫn là sợ mày liễu nhíu chặt trên mặt thỉnh thoảng lộ ra sợ hãi vẻ mặt cho dù ở trong mộng cũng không cách nào trật tự à lý giật thúc giục lại mở nhanh một chút đi trước đi bệnh viện bệnh viện bệnh viện ngươi cũng biết bệnh viện giai kỳ tổn thương không nặng huống chi có ngươi kình khí khôi phục hiện tại điểm chính là trả thù cho gia kỳ trả thù thân phận ta bị giới hạn có một số việc không thể làm, nhưng ngươi, dù là hành hạ hướng hải lý một lần cũng tốt à. Trước đi bệnh viện đi. Lý giật thanh âm bình tĩnh. Hiên viên ngạo tuyết há miệng một cái, tức tối bất bình. Hừ. Có thực lực thì thế nào, liền phụ nữ mình cũng không bảo vệ được, phế. Ngươi như vậy hèn yếu hành vi thẹn là võ giả. Lần này sau này, Lý giật, ta nhất định đem ngươi ra cái để hướng lên trời, nếu là cái gì phá hoại phần tử, ta hiên viên ngạo tuyết lấy danh dự bảo đảm, ngươi đừng hồng đi ra đại hạ. Ngươi hoài nghi ta là đông tránh bất tiện lộ diện chạy trốn phân tử. Hừ, chẳng lẽ không phải là mà, phụ nữ mình bị khi dễ, liền trả thù cũng không dám, chí ít hiện tại mà nói, là cái hèn nhát, còn là một thực lực rất mạnh hèn nhát. Vậy thì hèn nhát tốt lắm, lo lái xe đi. Ngươi, ngươi thật là bất chấp lý lẽ. Hiên viên ngạo tuyết rất nóng nảy, nhưng là xe mở rất ổn, vậy rất nhanh, trong lúc nói chuyện đã tiến vào nội thành. Sau lưng hoa lý sơn trang sớm thì trở thành lấm tấm ánh sáng. Hoa hải bệnh viện, thành tựu hoa hải, thậm chí còn toàn bộ đại hạ đông bộ địa khu một nơi tài nghệ cao bệnh viện dĩ nhiên là 24 tiếng dòng người không ngừng. Tối nay, Hoa Hải bệnh viện nên đón một vị đặc thù bệnh nhân. Thân là phó viện trưởng Cố Giai Kỳ hôn mê vào bệnh viện. Ngay tức thì, tất cả y hộ bận rộn. Một lát sau, phòng bệnh đặc biệt mới trở về nhìn kỹ kiểm tra một, một chữ cũng không dám đổ vào, hồi lâu thở vào nhẹ nhõm, quay lại an ủi hiên viên ngạo tuyết. Yên tâm, Gia Kỳ chỉ là bị điểm ngoại thương, hơn nữa mất máu, bị kinh sợ mới biết hôn mê, bên trong thân thể không có bất kỳ tổn thương, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ, ngày mai sẽ tốt. Cảm ơn phương viện trưởng, làm phiền ngài. Ngươi biết ta. Ừ, thường nghe Giai Kỳ nhắc tới, ngài là một vị tôn kính trưởng bối. Đúng rồi, ta là Giai Kỳ bạn học kim bạn gái thân, hiên viên ngạo tuyết. Hiên viên. Cái họ này cũng gặp không nhiều à. Bất quá mấy ngày nay phụng bồi Giai Kỳ không phải một cái chàng trai sao. Hừ, sợ rằng hù được không biết tránh đi nơi nào, một cái nguyễn đảng. Giai Kỳ thật là mắt mù, vừa ý như vậy một người đàn ông, liền liền một quyền cũng không dám đánh trên mặt đối phương. Hiên viên ngạo tuyết ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện lý giật bóng dáng thở phì phò nói mới trở về cũng là khá có mắt sức lực trời đi trong phòng bệnh chỉ còn lại hiên viên ngạo tuyết và hôn mê cố giai kỳ dậm chân một cái lại mắng mấy câu hiên viên ngạo tuyết chiếu cố cố giai kỳ đi hiên viên ngạo tuyết không biết biến mất ở bệnh viện lý giật nhưng là một lần nữa xuất hiện ở hoa lý sơn trang lần này lý giật không có áp chế mình sát ý khí tức lạnh như băng liền liền hộ viện trong nhà chó giữ cũng không dám sủa điên cuồng thậm chí liền bầu trời phong nguyệt cũng không dám nhìn thẳng có lẽ người xuất hiện gian luyện ngục cảnh tượng mây đen che trăng, tối nay hoa hải phá lệ mờ tối. Dĩ nhiên hiện đại xã hội, lại nửa lệ thuộc vào tự nhiên quan, cho dù trên trời tối, hoa lý sơn trang như củ đèn đúc sáng rực, mấu chốt nhất trên đường vượt quá lý giật một người. Phát camera máy chụp hình ký giả truyền thông, giống như ngửi được thịt thối rửa chó săn, điên cùng trào hướng hải lý biệt thự số 1, trong mơ hồ có thể nghe được cố giai kỳ cùng hướng hải lý tên chữ. Lý giật không có để ý chung quanh ký giả, ánh mắt lãnh đạm, từng bước từng bước đi lên trước. Tới thấp chung quanh ký giả, sợ hãi nhìn lý giật, người này thật là lạ, hơn nữa khí thế thật là mạnh, theo bản năng tránh được xa xa, dĩ nhiên so với ly kỳ cổ quái người, các ký giả càng quan tâm hoa hải nữ thần cùng hướng hải lý giải trí lớn dưa. Chung quanh là một phiến vui mừng, chúc mừng được mùa ký giả. Lý giật yên lặng không nói. Cho đến một xe đội lái qua, tất cả người sợ ngây người. Ngay sau đó có mắt sức lực ký giả hô to. Là cố gia, cố gia đoàn xe, phía trước nhất là cố gia chủ xe. Ngay tức thì yên lặng. Nhưng là tất cả ký giả mắt sáng rực lên. Lần này cũng không phải là giả dối hư ảo thịt thối rửa, mà là chân chánh lớn dưa, cố văn lễ đêm khuya tới thăm là mục đích gì thật xin lỗi nơi này tạm thời cấm chỉ đi lại biển mận biệt thự số một trước cố gia hộ vệ ngăn trở đường đi nhìn đến gần lý giật lạnh như băng vừa nói tới khắp chung quanh ký giả cũng là oán thanh tái đạo giống như sương đánh quả cà ủ rủ tối khuya bị kêu làm việc vốn cũng không thoải mái nếu là lại đào không tới tin tức thật sự là thực thảm bản thảm một khắc sau hướng gia hộ vệ xuất hiện thời điểm những ký giả này lần nữa xem ngửi được thịt thối rửa kênh kênh ánh mắt lục ngoắc ngoắc đáng tiếc hướng gia hộ vệ nhìn một cái cố gia hộ vệ sau đó đứng tới một chỗ lạnh nói tối nay hướng gia xin miễn gặp khách nhất thời các ký giả hoàn toàn ủ rủ chỉ có lý giật nghe nhìn xoay người rời đi không có bất kỳ lưu luyến dĩ nhiên vô luận là hướng gia vẫn là cố gia hộ vệ có chút lanh mắt tự hồ nhận ra lý giật muốn theo sau hỏi một phen đáng tiếc sơn đạo cuối nơi nào còn có lý giật bóng dáng đi rồi chưa hộ vệ nghi ngờ định trước không người giải đáp nhưng là lý giật cũng không có rời đi hoa lý sơn trang nếu không cách nào quan minh chánh đại đi vào vậy cũng chỉ có thể tìm biện pháp khác thật ra thì không có cố gia hộ vệ không có cố văn lễ đột nhiên tới lý giật liền trực tiếp giết tiến vào một cái nho nhỏ hoa lý sơn trang không ngăn được lý giật bước chân dẫu sao so với đã từng tùy ý ra vào hắc cung quan minh đại giáo đường loại trước mắt chướng ngại quá mức khoa nhi đồng rất nhanh lý giật xuất hiện ở biệt thự phòng khách trên nóc nhà phía dưới tuần tra hộ vệ lại không một tia phát hiện chỉ có tuần tra chó theo bản năng sợ hãi mỗi lần đi qua phòng khách trước hoặc là hù đi tiểu, hoặc là sợ kéo bánh, nhất thời hù được tuần tra hộ vệ không dám tới gần nơi này. Nếu là để cho hướng hải lý biết, cần phải đem bọn họ tay chặt, cùng thịt chó cùng nhau nồi canh. Cái này cũng cho lý giật yên lặng thưởng thức trong phòng khách phát sinh hết thảy cơ hội. Giờ phút này, trong phòng khách chỉ có hai người. Một cái là đứng cố văn lễ, sắc mặt âm trầm. Một cái là nằm dưới đất hướng hải lý, vẻ mặt khó khăn xem. Hai cái đứng ở hoa hải đỉnh cao người đàn ông, tâm tình của giờ khắc này cũng không tốt, trầm mặt chốc lát. Rốt cuộc, cố văn lễ dẫn đầu mở miệng trước. Rất trực tiếp, rất rõ ràng. Không nên động con gái ta. Ta còn lấy vì ngươi lại cũng không để ý vậy giả nha đầu. a, à, bôi nhỏ cố gia gia phong, tùy tiện tìm một người đàn ông, ngươi không chỉ có không cảm ơn ta hỗ trợ dạy bảo, còn tới hưng sư vấn tội, thật là cha, con gái tình thâm. Không nên động con gái ta. Cố văn lễ lần nữa trọng thân. Thậm chí chèn ép tính đi về phía trước một bước. Hướng hải lý ánh mắt tức giận, lại có chút bực bội. Ngươi không muốn biết tối nay ở chỗ này chuyện gì xảy ra, mời ủng hộ bộ công tử hung mảnh. Chương 526, giết người giết tim. Không nên động con gái ta. Cố Văn Lễ gần như rầy, lại đi về phía trước một bước, trong ánh mắt vô tận lửa giận. Hướng Hải Lý giống vậy vậy lửa. Lão tử chính là đồng, ngươi có thể làm gì? Cố Văn Lễ, đừng lấy vì ngươi bây giờ là Cố gia gia chủ, là có thể cùng ta nói như vậy, ban đầu ngươi nhưng mà chui ta dưới hắn mới có thể sống mệnh. Cố Văn Lễ, lão tử đây liền nói cho ngươi, lão tử vừa ý nữ nhi ngươi, đừng nói động, lão tử phải đem nàng đè ở dưới người bành hướng hải lý phách lối lời còn chưa dứt tây trang dài da cố văn lễ một quyền quốc tới lần nữa đem hướng hải lý đánh nằm trên đất ngay tức thì máu tươi bắn tung tóe bể nha bay đầy đất cố văn lễ giống vậy không tốt qua có lẽ trên căn bản không làm sao cùng người khác động tới to một quyền này không chỉ có kéo hư trên mình tây trang tay phải lại là vạch máu tươi đầm đìa thân thể giống vậy không bị khống chế ném xuống đất nhưng mà một khắc sau cố văn lễ căn bản không để ý tế được sưng mặt sưng mũi mình bò dậy trực tiếp cưỡi ở hướng hải lý trên mình máu tươi chảy ròng quả đấm một tí một cái đấm ở hướng hải lý trên mặt trên mình điên cuồng hình dáng không chỉ có sợ ngay người hướng hải lý vốn là muốn muốn động tác lý giật dừng lại yên lặng đứng ở nóc phòng nhìn có lẽ nghĩ đến đã từng bị bắt cóc bực bội vậy hoặc giả là con gái bị bắt cóc tức giận cố văn lễ quyền quyền đến thịt không chút nào nương tay ý phen này quả đấm xuống đừng nói hướng hải lý gò má phá tan rã không chịu nổi liền liền cố văn lễ hai quả đấm máu thịt mơ hồ thời gian cố văn lễ không nói câu nào chính là liều mạng chùy thỉnh thoảng hướng hải lý phản kháng đáng tiếc cố văn lễ đánh bạc mạng lối đánh rốt cuộc bên ngoài hộ vệ nghe không đúng xông tới nhìn cảnh tượng như vậy vội vàng kéo ra hai vị đại lão mặc dù tiến vào đều là hướng gia hộ vệ nhưng là còn thật không dám đối cố văn lễ làm gì rất nhanh cố gia hộ vệ vậy vọt vào bảo vệ nhà mình lão bản khác thường bị kéo lên hướng hải lý không có giận dữ lạnh lùng nhìn chằm chằm cố văn lễ cố văn lễ cũng là lạnh như băng nhìn chằm chằm hướng hải lý lần nữa trọng thân nói không nên động con gái ta chúng ta đi lời vừa dứt cố văn lễ xoay người rời đi không thèm để ý chút nào hướng hải lý biết hay không nhào tới hướng hải lý cắn răng nghiến lợi vô số lần muốn rút ra bên hông súng nhưng là cho đến cố văn lễ đi ra phòng khách cho đến hộ vệ xin phép muốn không muốn ngăn lại cố gia đoàn xe giận dữ hướng hải lý một quyền đánh ngã hộ vệ trống to để cho bọn họ lăn rồi sau đó tiếp nhận chữa trị đi thật ra thì hai bên cũng rõ ràng trừ phi sống chết tương bác nếu không dù là một khối bị thua thiệt cũng phải nhìn trước dĩ nhiên chân chính làm hướng hải lý giận dữ không phải cố văn lễ quả đấm mà là đến miệng người đẹp bị người cứu đi còn như bị đánh hướng hải lý sớm có dự liệu duy nhất làm hướng hải lý bất ngờ phải cố văn lễ như vậy coi trọng trục xuất khỏi cửa con gái không nghĩ tới cố văn lễ sẽ là con gái ra mặt trên nóc nhà lý giật giống vậy có chút bất ngờ ánh mắt lóe lên một hồi nhìn trùng trùng vây quanh hướng hải lý suy nghĩ một chút lý giật vẫn là lựa chọn đuổi theo cố gia đoàn xe hướng hải lý tánh mạng có thể tùy ý lấy chết nhưng là cố văn lễ đối cố gia kỳ thái độ quyết định lý giật không mà đối đãi cố gia thái độ cố văn lễ ngươi kết quả là cái từ phụ còn chỉ là làm dáng nhìn bị ký giả kẹt cố gia đoàn xe. Lý giật tự lẩm bẩm. Đoàn xe rời đi, Lý giật bóng người giống vậy biến mất trong bóng đêm. Rất nhanh, đoàn xe quẹo vào nội thành, khác thường không có đi cố gia, mà là đâu đâu vòng vo một chút, cuối cùng ở Hoa Hải cửa bệnh viện dừng lại. An tĩnh nửa ngày. Một người hộ vệ xuống xe, chạy vào bệnh viện, rất mau chạy ra, lần này đoàn xe hoàn toàn rời đi. Lý giật ánh mắt lóe lên, lại nửa theo dõi, thở dài một cái, đi vào bệnh viện. Trừ trừ. Lý giật đi tới y tá trực đứng, gõ bàn một cái nói, nhất thời một cái y tá trẻ đứng lên, có chút mê muội, có chút bất ngờ nhìn Lý Dật, tự hồ có chút ấn tượng. Lý Dật cũng không có khách sáo. Mới vừa rồi có phải là có người hay không đi vào hỏi thăm qua Cố Gia Kỳ tình huống? Không sai, ngươi. Không đúng, cái này không có thể nói cho ngươi, cho dù ngươi là Cố viện trưởng bằng hữu. Ta biết. Lý Dật gật đầu, xoay người lên lầu. Lưu lại mơ hồ y tá trẻ, biết cái gì? Lý Dật đi tới cửa thang lầu, vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy sắp biến mất Cố gia đoàn xe. Ánh mắt phức tạp tình huống này có chút nhức đầu à ngươi nhức đầu cái gì giai kỳ đều tỉnh dậy không gặp ngươi bóng người nói về ngươi đi nơi nào quỷ hổn hừ thật là một người đàn ông không chịu trách nhiệm ta liền nói giai kỳ mắt bị mù sao sẽ trong hành lang lý giật nghe nói lại nhải quán trách thanh âm ngẩng đầu quả nhiên là hiên viên ngạo tuyết khó khăn được lý giật lộ ra hiền hòa nụ cười đáng tiếc hiên viên ngạo tuyết hừ lạnh một cái xoay người sẽ phải rời khỏi giai kỳ thật tỉnh chưa lý giật hai bước đuổi theo hỏi nói Hiên Viên Ngạo Tuyết yên lặng, căn bản không có để ý lý giật ý, cho đến đi vào đặc thù phòng bệnh, thời gian liền xem đều không liếc mắt nhìn, bất quá đi vào phòng bệnh, Hiên Viên Ngạo Tuyết không vui nói: "Hừ, ta cầm ngươi lêu lỏng người đàn ông tìm trở về, hiện tại ngươi cuối cùng có thể an tâm đi." Lý giật ở nơi nào? Giai Kỳ, ngươi thật sự là không thể cứu mạng. Rõ ràng là ta đem ngươi cứu ra, cũng là ta một mực ở bên người ngươi trong non, ngươi tỉnh lại chuyện thứ nhất lại tìm người đàn ông kia, hừ, ta tức giận. Đi tới cố Giai Kỳ nghe bạn gái thân hai nói chuyện, không nói đang lúc này cố giai kỳ nhìn thấy lý giật cũng không để ý hiên viên ngạo tuyết nói dông dài cái gì liền vội vàng hỏi nói ngươi đi đâu không có gây họa đi ngạch lý giật sửng sốt một chút liền liền hiên viên ngạo tuyết kịp phản ứng lúc đầu cố giai kỳ không phải lo lắng mà là sợ lý giật gây họa nghĩ như vậy hiên viên ngạo tuyết đáy lòng thăng bằng rất nhiều quay lại cùng cố giai kỳ chung một chiến tuyến đúng vậy lý giật ngươi thân thủ như thế lợi hại có phải hay không đi nơi nào đã gây họa ta nói cho ngươi đừng lấy là ta cùng giai kỳ quan hệ tốt, ngươi là có thể làm sằng làm bậy, nếu là ngươi làm bậy, ta cái đầu tiên đem ngươi mang ra công lý. Lý giật há miệng một cái, đối với cái này rất thích bắt mình cô gái, cuối cùng là hết ý kiến. Chính là cố giai kỳ cũng nhức đầu nhìn một cái bạn gái thân. Ngạo tuyết. Được, được, ta không dính vào, ngươi người đàn ông, ngươi hỏi. Cố giai kỳ hung ác trợn mắt nhìn hiên viên ngạo tuyết một mắt, tái nhật trên má hiện lên đỏ ửng, trắng trợn nói ngươi người đàn ông, đối với tính cách bảo thủ cố giai kỳ mà nói, khó tránh khỏi có chút không chịu nổi nhất là suy nghĩ một chút, mình bây giờ đối với Lý Dật Vạn hỏi, tự hồ có chút thê tử đối trượng phu hỏi à. Càng nghĩ càng ngượng ngùng, gò má bột phát đỏ thắm, giống như chính tôm lớn, tươi non. Cho đến hiên viên ngạo tuyết nhắc nhở một tiếng. Ho, giai kỳ, bây giờ không phải là thời điểm, ngươi hẳn thật tốt thẩm vấn người người đàn ông. Ánh mắt nếu có thể giết người, cố giai kỳ thời khắc này ánh mắt, đủ thấy đem hiên viên ngạo tuyết ngàn đau lăng trì. Không biết làm sao, vì phòng ngừa con gái nói ra cái khắc hổ lan từ. Cố giai kỳ thử dò xét hỏi vậy, cái đó ngươi đi làm cái gì? Dĩ nhiên nếu như ngươi không muốn nói, vậy, vậy không có chuyện gì. Mời ủng hộ bộ chiến truyền pháp sư này nhé. Chương 527, cách lầm. Đi cho ngươi báo thù. Khoát lát. Đối mặt Lý Dật thẳng thắn, hai cô gái rõ ràng không tin. Lý Dật nhún nhún vai. Đi ra ngoài vòng vo một hồi, trở về. Cái này còn kém không nhiều. thiên viên ngạo tuyết chê. Cố Gia Kỳ vẫn là không có lời nói, cổ quá nhìn Lý Dật, nàng trực giác nói cho nàng, người đàn ông này không sẽ nói láo nhưng là cho mình trả thù. Vậy ngươi báo thù sao? Giai kỳ, ngươi thật tin hắn à? Ta xem hắn chính là chạy hết một vòng, mới vừa rồi cứu ngươi thời điểm, hắn liền lằng nhằn cuối cùng mới đến, hơn nữa lúc ấy căn bản không có dạy bảo hướng hải lý, ta còn bắn một phát súng đâu. Ngạo tuyết, chúng ta trước hết nghe lý giật nói. Cố giai kỳ nhức đầu, cái này người bạn gái đối mình cái gì cũng tốt, chính là đối người khác. Miệng độc. Dứt khoát bản tính không xấu xa. Đang suy nghĩ, lý giật lên tiếng, lắc đầu một cái. Không có, gặp phải chút chuyện, trở về. Ngươi xem ngươi xem, ta liền nói hắn khoác lắc đi, giai kỳ, người đàn ông miệng, gạt người quỷ, nhất là tin tưởng không được, còn gặp phải chút chuyện, ta xem là sợ chuyện chạy trở lại đi. Tốt lắm, ngạo tuyết, ta cần yên lặng một chút. Áo, đúng, đúng, chúng ta đi ra ngoài, tất cả đi ra ngoài. Hiên viên ngạo tuyết lại hấp tấp đem lý giật đẩy ra. Lý giật chần chờ xem qua cố giai kỳ, cố giai kỳ lắc đầu một cái biểu thị mình không có sao. Ra phòng bệnh đặc biệt. Hiên viên ngạo tuyết vô hình an tĩnh lại. Lý Dật cũng không có mở miệng. Rất nhanh, trong phòng bệnh truyền ra đè nén khóc lóc tiếng, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Hiên Viên Ngạo Tuyết hừ lạnh, xoay người rời đi, dường như lại có chút giận, nghiêng đầu qua lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Dật. Ta bỏ mặt ngươi mới vừa nói có phải là thật hay không, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nhớ, giai kỳ ở trong tuyệt cảnh lựa chọn ngươi, vô luận từ loại gì mục đích, chí ít gánh vác ngươi trách nhiệm. Nếu như ngươi cảm thấy chỉ là gặp trận diễn trò, vậy thì yên lặng làm xong chuyện ngươi, sau đó rời đi, không cần có bất kỳ dính dấp. Còn như Gia kỳ, ta tới bảo vệ lời vừa dứt, hiên viên ngạo tuyết xoay người rời đi. Vừa không có trước kia tức giận xông lên xông lên, cũng không có trong phòng bệnh lúc không ánh mắt, bình tĩnh tự thuật, chứng minh người phụ nữ này cũng không phải là biểu hiện ra như vậy tùy tiện. Lý giật ánh mắt lóe lên nhìn hiên viên ngạo tuyết hình bóng, không có nói gì nhiều, có một số việc không phải như vậy dễ dàng có thể kết thúc. Bất quá nghe trong phòng bệnh đè nén tiếng khóc, Lý giật có chút hối hận giữ lại hướng hải lý mạng chó. À! Lý giật thở dài một cái. Người một khi có xương sườn mềm, nhất định băng khoan trùng trùng, tối nay Lý Dật có thể để cho hướng gia máu chảy thành sông, nhưng mà ngày mai đây. Một khi truyền ra cố gia cha, con gái tiếp liền đến thăm hướng gia sự việc. Cố văn lễ tạm lại không nói. Cố gia kỳ trung quy là nhân vật công chúng, hơn nữa còn là một bác sĩ, nổi tiếng bác sĩ. Dứt khoát mình làm sự kiện kia. Chí ít sẽ không có ánh mắt nhìn chầm chầm gia kỳ trên mình, đến lúc đó lại yên lặng biết rõ đầu sỏ đi. Lý Dật thanh âm rất nhẹ, giống vậy ánh mắt rất lạnh. Lý Dật tính toán, cũng không ai biết, bên kia, băng kỹ hướng hải lý, trong lòng lại hiện ra độc kế, lập tức gọi tới chân chó hộ vệ. Bên ngoài ký giả còn có tản đi. Hồi hướng gia nói, không có, các ký giả còn cùng ở bên ngoài, nếu không ta để cho các huynh đệ đuổi đi. Đuổi, đuổi, đuổi mẹ ngươi, cho lão tử toàn bộ kêu đi vào, tối nay lão tử muốn tuyên bố một kiện tin tức lớn. Hừ. Lấy là cứu đi cố giai kỳ liền kết thúc sao? Tối nay, lão tử muốn giết người giết tim, phải dùng hoa hải dân chúng thông thả miệng, hoàn toàn làm cố giai kỳ mặt mũi quét sân. Ách, hướng gia, làm sao cái giết người giết tâm pháp? đừng nàng cố giai kỳ không phải mình tới hướng gia cuối cùng lại bị cứu đi chúng ta nếu là cho ký giả mỗi một tháng chút tấm ảnh còn dư lại chỉ cần dân chúng mình đi tưởng tượng hướng gia thứ cho thuộc hạ ngu dốt không quá hiểu thứ cho đầu hiện tại lập tức lập tức ngươi đi đem các ký giả mời vào nếu là đi một nhà truyền thông lão tử vạn hạ đầu ngươi um phải hướng gia ngài đừng động giận đi nhanh nhìn chân chó chật vật lăn ra ngoài hướng hải lý vui sướng tiếng cười đều phải xuyên thấu qua nóc phòng cố giai kỳ ban đầu ta có thể để cho cha ngươi danh tiếng quét sân, ngày hôm nay giống vậy để cho ngươi cũng có thể. Từ đây biến thành hoa hải dân chúng trong miệng thúi đi. Rộng rãi sang trọng trong phòng ngủ. Hướng hải lý cười thoải mái, chung quanh hộ vệ có chút mơ hồ, có chút ánh mắt tỏa sáng, giống nhau đoán được lão bản ý. Đúng vậy. Hướng hải lý gian kế có hay không được như ý, chỉ có bọn họ biết, còn có cố giai kỳ mấy người, nhưng là người bên ngoài không biết chỉ cần các ký giả hàm hồ kỳ từ viết một chút sát điên đưa tin đến lúc đó hoa hải dân chúng trong lòng là có thể nhận định hướng hải bao liền cố gia kỳ đây cũng là giết người giết tim. Nghĩ rõ ràng những thứ này, một cái lắng tai hàm kỹ hộ vệ dựa vào tới đây. Hướng gia, chúng ta bây giờ là không phải muốn đi lấy camera thu hình à. Ừ. Không tệ không tệ, ngươi rất hiểu hướng gia tâm tư của ta, sau này thì đi theo hướng gia phối hợp, ngươi đi đem tối nay quản chế. Thôi, hướng gia cùng đi đi. Chờ lát hướng gia tự mình cho các ký giả biểu diễn. Hướng hải lý cười to, sờ hộ vệ đầu giống như trộm chó, khá là tán thưởng nói. Còn như hộ vệ vậy là một bộ nô nhan mị cốt. Rất nhanh, hướng hải lý dẫn bọn cận vệ ào ào hướng hoa hải sơn trang phòng giám sát và điều khiển lên đường thời gian đi ngang qua cửa vừa vặn gặp phải bị dẫn tiến vào ký giả hướng hải lý đảo trong mắt một vòng lại liếc qua vết thương trên người đi tới tất cả ký giả trước mặt nói hụ hụ các vị nghe ta nói một đám ký giả yên lặng nhưng là mọi ánh mắt hội tụ ở hướng hải lý trên mình nhất là một ít đầu óc linh hoạt ký giả hướng về phía hướng hải lý thương thế trực tiếp đánh đứng lên hướng hải lý cũng không che giấu ngược lại thoải mái biểu diễn vết thương các vị đều thấy được mới vừa rồi cố gia gia chủ cố văn lễ đã tới ta thương thế kia chính là hắn đánh rắc 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 một hồi đèn loan loáng sau này hướng hải lý hài lòng gật đầu một cái quay lại ý vị sâu xa nói cố gia chủ đến không vì cái gì khác vì là đón về con gái mình cố gia kỳ còn như cố tiểu thư tại sao tới ta hướng gia hơn nữa còn là ở buổi tối các vị kính xin đợi rào rào ngay tức thì một phiến xôn xao tất cả ký giả trố mắt nhìn nhau không dám tin, lòng đầy căm vẫn nhìn hướng Hải Lý rời đi hình bóng, phần lớn nam ký giả cắn răng nghiến lợi mắng ra người cặn bã hai chữ. Dẫu sao hướng Hải Lý lộ ra một người đàn ông cũng hiểu mỉm cười. Bất quá sau khi mắng, những ký giả này lập tức dấy lên hừng hực bát quái chi tâm, tin tức lớn, đặc biệt tin tức lớn à. Hoa Hải nữ thần nếu như bị hướng Hải Lý làm bẩn, tuyệt đối có thể trở thành đi về sau một đoạn thời gian bạo khoản tin tức. Không sai, là một đoạn thời gian, tuyệt không phải hai ba ngày có thể tiêu tán Hoa Biên scandal. Không thiếu ký giả bấm báo xả điện thoại, thỉnh cầu khẩn cấp tăng viện hoa lý sơn trang thuyết minh có liên quan tới cố giai kỳ kinh thiên tin tức lớn bên đầu điện thoại kia tổng biên tập nghe mở cờ trong bụng có chút trực tiếp buông xuống trong ngực tình nhân nhỏ tự mình chạy tới giờ khắc này hoa hải 80% truyền thông động toàn bộ hướng hoa lý sơn trang chạy tới mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé chương 528, cảm ơn hướng hải lý tất nhiên không biết sau khi đi sự tình phát sinh dĩ nhiên hắn vậy không thèm để ý những thứ này ở hoa hải là một đặc thù thế lực hắn cũng không xem cố văn lễ như vậy bán danh câu dự vậy không cần xem hổ gia như vậy làm ác đa đoan lúc tốt lúc xấu xa mới là hắn tính tình còn như danh tiếng những thứ này là hướng hải lý nhất không quan tâm đồ dù là biến thành người người kêu đánh lớn dâm tặc cũng phải bôi xấu cố gia kỳ danh tiếng nếu tạm thời không có được thân thể đạt được nàng danh dự vậy là tốt mà hướng hải lý đi gần như rơi vào say mê cảnh giới cao hơn triều liền vậy nhất là nghe dưới quyền báo cáo cửa tụ tập truyền thông càng ngày càng nhiều hướng hải lý vung tay lên để cho tất cả ký giả tất cả đều đi vào một khắc sau hướng hải lý tăng tốc độ đi phòng giám sát và điều khiển chung quanh hộ vệ cũng là mặt đầy cười dâm đảng theo ở phía sau xem cố giai kỳ như vậy đại mỹ nhân bọn họ rõ ràng liền uống canh cơ hội cũng không có nhưng ý dâm một tí tất nhiên không quá đáng suy nghĩ hoa hải tất cả truyền thông lớn ngày mai đầu bản tựa đề hoa hải nữ thần cố giai kỳ thất thân hướng gia đạp 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 rất nhanh hướng hải lý dẫn đám người hộ vệ vọt vào phòng giám sát và điều khiển chỉ là khi thấy phòng giám sát và điều khiển trong cảnh tượng, Hướng Hải Lý sắc mặt hơi biến, ngay sau đó siết chặt quả đấm, âm trầm sắc mặt muốn ăn thịt người vậy, rốt cuộc Hướng Hải Lý không thể nhịn được nữa. Cũng mẹ hắn cho lão tử đứng lên, ai để cho các ngươi ngủ, đứng lên. Đứng lên. Đáng tiếc tùy ý Hướng Hải Lý như thế nào gào thét, trong phòng giám sát và điều khiển một đám ngã trái ngã phải hộ vệ, không chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Rất nhanh, sau lưng hai người hộ vệ đi tới, một phen tra xem, sắc mặt không tốt lắm báo cáo. Hướng gia, những người này còn thở tức nhưng là tất cả đều rơi vào trạng thái hôn mê mau mau xem quản chế mới vừa rồi quản chế như thế nào liên quan tới cố giai kỳ thu hình còn ở đó hay không hướng hải lý nghe sửng sốt một chút sắc mặt dừng lại ngay sau đó kịp phản ứng vẻ mặt khó coi hô lớn một đám hộ vệ giống vậy rõ ràng vội vàng đi qua dò xét những con chó này chân tử mặc dù không phải là ngành gì nhân viên nhưng là chơi đùa cái quản chế cũng coi là lão bổn hành trước kia đi theo hướng hải lý làm không ít ăn trộm gà trộm chó sự việc rất nhanh bọn cận vệ sắc mặt ngưng trọng một người hộ vệ xoay người lại nhìn hướng hải lý do do dự dự có chút sợ hãi hướng hải lý sắc mặt âm trầm nói hướng hướng gia liên quan tới cố giai kỳ tất cả thu hình toàn bị thủ tiêu hơn nữa tất cả hướng hướng hải lý biệt thự số một quản chế bị hư hại không có bị người vòng vo một phương hướng căn bản không có lưu lại bất kỳ hình ảnh hướng hải lý một số gần như cắn nát răng đang lúc này lúc trước triệu tập ký giả hộ vệ tới giống nhau không có hiểu rõ trạng huống vui mừng hớn hở hướng về phía hướng hải lý báo cáo hướng gia hướng gia ta rõ ràng hướng gia ý. Ha ha, giết người giết tim, chúng ta chính là muốn giết người giết tim, phá hủy cố gia kỳ danh dự, cho dù không có chân chính ngũ nàng cũng như vì sao, chí ít hoa hải dân chúng trong miệng biết ta hướng gia ngũ hoa hải nữ thần. Cao, hướng gia chính là cao, ta hướng gia chính là có dũng có mưu. Hướng gia, ta biết ngài kế hoạch, ta cũng biết ngài ở tìm camera thu hình, mau đưa camera thu hình cho nhỏ đi, bên ngoài tới tốt đa truyền thông, có mấy cái đều là quan bà mai, bọn họ cũng cùng không thể chờ đợi, mau đem thu hình. Ghi, ghi, ghi đầu. Trần lão sư thu hình muốn không muốn. Mụ, mắt bị mù đồ chơi, không biết chuyện gì xảy ra. Đầu heo óc heo, lão tử làm sao rồi các ngươi như vậy phế vật, không dùng. Rác rưới. Phế vật. Cũng mẹ hắn phế vật. Hướng Hải Lý giận dữ, hướng về phía không có phản ứng kịp hộ vệ, một trận quyền đấm cước đá. Hộ vệ luôn miệng cầu xin tha thứ. Tự nhiên tràng này âm mưu quỷ tích, biến thành một chuyện tiếu lâm. Nếu như là nữ nhân bình thường, những thứ này ký giả truyền thông không ngại viết điểm vu vơ tin tức, nhưng là cố gia kỳ ai à cố gia trưởng nữ, Hoa Hải bệnh viện phó viện trưởng. Không có căn cứ loạn viết, là muốn đi vào. Cho nên Hoa Hải ngày thứ hai tin tức, cùng ùng kéo đến biến thành hướng gia cười nhạo. Nhất là mấy tờ hướng hải lý bị đánh sưng mặt sưng mũi tấm ảnh, nhưng mà bốc lửa Hoa Hải tin tức địa phương, nhất là trên lưới, vô số anh hùng bàn phím kết kết thật thật làm ác liền một cái. Trong bệnh viện, Hiên Viên Ngạo Tuyết thấy tin tức thứ nhất khắc, tìm được lý giật. Sắc mặt thành khẩn cúi đầu một cái. Thật xin lỗi, ta trách lầm ngươi. Nhặt. Lý giật có chút nghi ngờ nhìn trước mặt cuối người hiên viên ngạo tuyết nữ nhân này sáng sớm rút ra cái gì gió ngươi trách lầm ta cái gì lý giật hỏi thêm một câu hiên viên ngạo tuyết chợt ngẩng đầu cầm ra sau lưng báo chỉ nội dung phía trên hưng phấn nói hiện tại hoa hải phố lớn hẻm nhỏ truyền khắp hướng hải lý bị đánh sự việc ngươi xem có ý đồ có chân tướng lão thảm không chỉ có trên mặt trên mình cánh tay khắp nơi bị thương à tối hôm qua ngươi nói thay giai kỳ trả thù ta còn không tin hiện tại ta tin lý giật ngươi là cái này vừa nói Hiên viên ngạo tuyết giơ lên một ngón tay cái. Lý giật không có để ý cái này làm việc hấp tấp người phụ nữ, nhận lấy báo nhanh chóng xem một lần, dĩ nhiên hắn chú ý điểm lại nửa hướng hải lý bị thương trên, dẫu sao hắn rõ ràng hướng hải lý là bị cố văn lễ đánh, mà là từ những tin tức này trong báo cáo tìm chữ mấu chốt mắt. Quả nhiên, hướng hải lý tuyên bố cùng mổ mổ scandal, nhưng là cuối cùng nói láo. Hướng Hải Lý đang theo dõi phòng nổi giận các loại chữ không ngừng thoáng qua tầng thiên trước mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, quả nhiên không có đóng kiện chứng cớ, những thứ này truyền thông không dám to gan viết ra cố gia kỳ ba chữ. Cái này là đủ rồi. Lý giật đem báo đưa cho hiên viên ngạo tuyết, thanh âm bình tĩnh. Ta biết. Nói xong, sẽ phải rời khỏi. Hiên viên ngạo tuyết bắt lại lý giật cánh tay. Đợi một chút, ngươi sẽ không là không chấp nhận ta nói xin lỗi, cho nên mới. Ngạo tuyết, chung quanh nhiều người nhìn như vậy. Đang lúc này cố giai kỳ thanh âm vang lên, nghe tới có chút không biết làm sao, hiên viên ngạo tuyết sửng sốt một chút, ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên không thiếu bác sĩ bệnh nhân nhân viên vây xem nơi này, nhất thời hiên viên ngạo tuyết buông lý giật. Lý giật nhìn đi ra phòng bệnh cố giai kỳ, nói câu ta đi ra ngoài một tí xoay người rời đi giờ phút này cố giai kỳ ngưng mắt nhìn lý giật hình bóng quay lại nhìn về phía hiên viên ngạo tuyết trắng nõn bàn tay duỗi một cái ngạo tuyết đem báo cho ta áo hiên viên ngạo tuyết giống như một làm chuyện sai cục cưng ngoan đem báo đưa tới đang cố giai kỳ lật xem báo thời điểm hiên viên ngạo tuyết tự hồ nhớ tới cái gì kinh thanh nhà ta quên mua bữa ăn sáng không cần lý giật hẳn là đi mua nhìn phong hỏa hỏa bạn gái thân cố giai kỳ nhắc nhở rồi sau đó đi vào phòng bệnh. Hiên viên ngạo tuyết theo vào tới, giơ ngón tay cái lên, tán dương. Kỹ lưỡng, bảo vệ vợ, giai kỳ, ngươi chọn người đàn ông này thật không tệ, sau này chờ các ngươi tách ra, mượn ta dùng một chút, ta à, bây giờ trong nhà thúc dục cưới cũng mau thúc dục chết. Ngươi nói bậy gì đấy? Cố giai kỳ vừa xấu hổ vừa giận, dở khóc dở cười nện hiên viên ngạo tuyết. Bỗng nhiên, cố giai kỳ hỏi một chuyện tình. Đúng rồi, ngạo tuyết, tối hôm qua ngươi đi vào cứu ta thời điểm, lý giật đang làm gì? Ngạch! Cái này không biết hẳn ở bên ngoài mè nheo đi. Cố giai Kỳ lại nửa lời nói, liếc qua tin tức bên trong phòng giám sát và điều khiển các chữ, tự hồ rõ ràng tới đây. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 529, nhân vật nhỏ. Duy chỉ có Cố Gia Kỳ không rõ ràng một chút, dựa theo ban đầu lý giật tiện tay bóp chết sát thủ máu lạnh hình dáng, không phải là hướng hải lý bị thương kết quả à. Dĩ nhiên nàng không phải hy vọng lý giật đi giết người, mà là cảm thấy đây không phải là lý giật phong cách. Thêm nữa nói ai đánh chiếc sẽ cắn đối phương lỗ mũi, nhìn hướng hải lý chóp mũi một cái mơ hồ dấu răng phốc suy cố giai kỳ trung quy không khỏi tức cười nhưng là cố giai kỳ không biết không khỏi tức cười vượt quá nàng một cái còn có cố gia cố văn lễ dĩ nhiên so với cố giai kỳ thú vị cố văn lễ cười mang một cổ lãnh ý cố gia trong thư phòng cố văn lễ nhìn báo xích như vậy cười nhạt thành tựu tuyệt đối tâm phúc quản gia dương bá cung kính đem lục soát gửi tới tin tức báo cáo tối hôm qua hướng hải lý hẳn là đi phòng giám sát và điều khiển tìm đại tiểu thư tới lui ảnh hưởng nhưng là không biết nguyên nhân gì không có tìm được sáng nay ta dựa theo suy nghĩ của ngài đã cùng nhiều nhà truyền thông chào hỏi bởi vì không có chứng cớ xác thật tất cả truyền thông lớn bảo đảm sẽ không xuất hiện đại tiểu thư tên chữ trở lên bành lão quản gia lời vừa dứt cố văn lễ một quyền nện ở trên bàn điều này chán ghét chó thủ đoạn thật là hạ tiện cực kỳ muốn giai kỳ thân bại danh liệt đáng chết ta tối hôm qua ngược lại là quên cái này ra đúng rồi dương thúc có hay không tra được là ai tiêu trừ quản chế ghi chép hồi lão gia nói không có lão quản gia lắc đầu quay lại chần chờ nói nhưng là tối hôm qua hướng đi nhà một cái hướng gia hộ vệ tiết lộ tối hôm qua có hai người cứu đi đại tiểu thư sẽ không phải hai người đó ai một cái là đại tiểu thư bạn học một cái là đại tiểu thư cái đó trẻ tuổi người đàn ông cố văn lễ thanh âm không tốt xác nhận nói lão quản gia gật đầu giai kỳ bạn học giai kỳ như vậy đi dương thúc ngươi phái người đại khái rõ ràng một tí cái này giai kỳ bạn học còn như người đàn ông kia vậy điều tra một chút đi từ mắt thấy lão quản gia sẽ phải rời khỏi cố văn lễ đang muốn phân phó chút những chuyện khác chợt thân thể cứng đờ sắc mặt trắng bệch ngay sau đó toát ra mồ hôi lạnh rồi sau đó ho kịch liệt đứng lên dứt khoát chuẩn bị khăn tay thật lâu cố văn lễ buông xuống khăn tay phía trên dính máu tươi nhìn chạy tới lão quản gia cố văn lễ khoát tay ta không có sao ngươi đi làm chuyện đi cái này được rồi lão quản gia ánh mắt ảm đạm lui ra ngoài cố văn lễ đứng dậy đi tới cửa sổ bên cạnh nhìn từ từ dâng lên mặt trời đỏ cũng không biết đang suy nghĩ gì đang cố văn lễ phái người điều tra hiên viên ngạo tuyết và lý giật hai người thời điểm bên kia lý giật xuất hiện ở quầy điểm tâm tử trước điểm một ít bữa ăn sáng nhất mấu chốt là phải liền cố giai kỳ thích ăn hạnh hoa cao đang chờ một cổ quen thuộc yếu ớt mùi thơm bay tới có thể giúp một tay chi tiền cái tiền ăn sáng sao người đến vậy không khách khí lý giật ánh mắt lóe lên nhìn trước mắt nhan phi hồng cho ta một cái trả tiền lý do thứ nhất ta bóp tiền đặt ở trong phòng bệnh thứ hai ta có thể giúp ngươi giải quyết một cái phiền phức hỗ trợ cũng được đi, bao nhiêu tiền? 13 đồng tiền. Được. Lý giật gật đầu, vậy không quá nhiều kéo dài, hắn nhìn ra nhan phi hồng trên mặt quẩn bách, nữ nhân này sợ rằng thật quên mang tiền. Rất nhanh, Lý giật thanh toán xong, tiện tay đem một phần hạnh hoa cao đưa tới. Đây là cho nữ nhi ngươi, đúng rồi, nàng khôi phục như thế nào? Áo, à, cảm ơn, dĩ nhiên phải cảm ơn ngươi cái này thần y, quảng quảng không chỉ có bệnh tình chuyển biến tốt, hơn nữa các hạng số liệu tỏ rõ, nơi buồn tim lỗ hổng đang từ từ khôi phục. Vậy thì tốt. Lý Dật gật đầu. Hắn từ không dễ dàng xuất thủ cứu người, nhưng là chỉ cần đã cứu người, cũng sẽ quan tâm một tí. Hơn nữa ở thế giới dưới đất có cái quy của Bất Thành Văn, đồ trắng tử thần đã cứu người, tương đương với có một tầng miễn tử kim bài, không muốn đắc tội đồ trắng tử thần, tuyệt đối sẽ không động hắn bệnh nhân. Ngươi còn không đi? Từ, à, ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện, hướng Hải Lý người này đặc biệt khó giải quyết, thế lực sau lưng khó có thể tưởng tượng, ngươi muốn cẩn thận kỹ lưỡng. Được, cảm ơn. Nhìn Lý Dật không thèm để ý diễn cảm. Nhan Phi hồng cắn răng, hay là đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Nếu như ngươi cần trợ giúp gì, có thể tới tìm ta, đoạn thời gian này ta cũng sẽ ở bệnh viện, lầu ba nhi đồng đặc hộ khu. Ừ. Lý giật gật đầu. Nhan Phi Hồng than thở, xoay người rời đi. Đối với Lý Dật, nàng là ôm một chút giả tâm, cho nên mới sẽ như vậy nhắc nhở, dĩ nhiên cũng không thiếu có cứu chữa con gái cảm kích. Nhưng là Lý Dật không nghe, Nhan Phi Hồng vậy không có biện pháp. Bất quá ở Nhan Phi Hồng sau khi đi, Lý Dật nghiêng đầu nhìn về phía bóng lưng của nàng, ánh mắt lóe lên xem ra cái này hướng hải lý có chút ý tứ một khắc sau chủ sạp đem làm xong bữa ăn sáng đưa tới lý giật lấy ra sau đó khách sáo một tiếng xoay người muốn trở lại bệnh viện chỉ là lý giật vừa quay đầu lại nhìn lần nữa đi qua nhan phi hồng kiếm nhíu mày một cái người phụ nữ này như vậy không ánh mắt mà chẳng lẽ muốn quấn mãi không bỏ nhan phi hồng ý tưởng lý giật đại khái rõ ràng nhưng là không biết điều liền không cùng lý giật nghĩ xong nhan phi hồng vội vàng tới đây sâu đậm nhìn hắn một mắt hướng gia đến kiếm chuyện ngươi tự đi xem một chút đi. Nhìn sắc mặt ngưng trọng nhan phi hồng. Lý giật ánh mắt chìm xuống, bước nhanh hướng cửa bệnh viện đi tới, không cần đến gần, cũng có thể thấy súng lại ở cửa bệnh viện đám người. Lý giật lỗ tai rung lên, mơ hồ có thể nghe được lan băm hại người thanh âm. Sầm mặt lại đi tới. Quả nhiên, so với là truyền thống y nháo lão chiêu thức, một cổ thi thể để ngang cửa bệnh viện hai cái mắt áo gai để tan đại hiếu tử khóc lóc chảy nước mắt nước mũi hai cái lòng nhiệt tình người thân cố gắng giảng giải xảy ra chuyện quá trình nghe tới cũng là mùi vị quen thuộc, một cái nho nhỏ bệnh, sau đó cho chữa chết. Chung quanh không biết chuyện quần chúng bu quanh lập tức chỉ điểm Giang Sơn đứng lên, đây là một tràng vô cùng là điển hình thêm chiêu thức y nháo án kiện, liền liền qua lại nhân viên y tế, ánh mắt vô cùng là ổn định, nếu như không phải là những thứ này thân nhân trong miệng lang băm là cố gia kỳ mà nói, nhân viên y tế liền bước chân đều sẽ không dừng lại. Giờ phút này, một cái y tá trẻ mặt đỏ tới mang tai. Các ngươi nói bậy, ngày hôm qua cố viện trưởng quả thật cho cái này ông cụ làm ruột thừa giải phẫu, nhưng lúc đó trong giải phẫu làm việc vô cùng là quy phạm, hơn nữa sau khi giải phẫu ông cụ trạng thái vô cùng là ổn định, làm sao biết bởi vì ruột thừa giải phẫu qua đời đâu. Được a, à, các vị nghe à, thừa nhận là cố gia kỳ cái đó lang băm làm giải phẫu liền đi. Ngươi. Y tá trẻ vô cùng tức giận, gương mặt biệt hồng, lại cũng không nói ra được câu nào. Cái gọi là tú tài gặp phải binh, có lý không nói được, huống chi những thứ này cũng không phải là giống vậy binh. Một khắc sau, Lý giật cất bước ra. Ánh mắt quét qua chết đi cụ già, nhìn lại bốn tờ khuôn mặt quen thuộc. Các ngươi đều là hướng gia hộ vệ chứ? đúng vậy, thế nào? Chết là ông già hắn, chúng ta làm anh em, tới đây lên tiếng ủng hộ một tí. Hiển nhiên bọn cận vệ có chuẩn bị mà đến. Đứng một người hộ vệ chỉ hướng mắt áo gai để tan tổ ở giữa một người, lạnh lùng nói. Nhìn Lý Dật, trong mắt không che giấu chút nào chăm chọc. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 530, Tiền Ngũ Đế. Đường núi bắt đầu tạm biệt, bởi vì trước Thẩm Quân Hy chưa từng đường xá xa xôi qua, Sở Thư Huyền đặc biệt lấy mềm kiệu, sai người mang nàng lên núi. Chỉ là đến giữa sườn núi, đường núi gập ghềnh khó đi, cây rừng thật sâu, mềm kiệu không tốt thông qua, liền phải hơn mình xuống đi. Bất quá trong khoảng khắc, Thẩm Quân Hy trên trán liền thấm liền tỉ mỉ dày đặc mồ hôi, mà trúc xanh là không thở được, căn bản liền đi không nổi. Sở Thư Huyền quay đầu đưa tay ra, tay cho ta. Thẩm Quân Hy hơi ngạc nhiên, liền lại đỏ mặt, lại không nói đi theo người làm, Sở Phong vậy còn ở bên cạnh đâu. Hắn như vậy, chỉ là Sở Thư Huyền đã vững vàng đem tay nàng cầm tại lòng bàn tay, dắt nàng một đường đi tới trước. Lại được rồi không biết bao lâu, mọi người liền đều ngừng lại bọn họ không thể lên đi, ở lại chỗ này, chúng ta đi vào cho giỏi. Quãng đường còn lại, liền hơn nửa nhỏ hẹp gập ghềnh, hơn nữa, sở thư huyền là vòng tới vòng lui, luôn luôn còn quay đầu dặn đi dặn lại, để cho thẩm quân hy cần phải đi theo hắn hành qua địa phương đi tới trước. Sở phong gặp nàng một mặt mờ mịt, liền cười lên, là trận pháp, thẩm tiểu thư không cần lo lắng, thư huyền biết như thế nào phá giải. Thẩm quân hy y theo rập khung hành được khó khăn, cắn môi suy nghĩ một chút hỏi, ngươi từ trước đã tới. Từ, sư phụ từng dẫn ta tới qua. Ngắn gọn giải thích, thẩm quân hy nhưng có nhiều hơn không nghĩ ra nàng bị sở thư huyền mang đi về phía trước nhưng nàng quá mệt mỏi thật sự là đi không nhúc nhích tay nàng ở lòng bàn tay hắn bên trong vùng vẫy lại có chút ngại quá chỉ thở hồng hộc có thể hay không nghỉ ngơi một hồi sở thư huyền quay đầu nhìn gặp thiếu nữ gò má đỏ lòm trong núi rừng tuy nói không nóng nhưng được rồi hơn một giờ đường tại nàng mà nói nhất định là mệt lả hắn không do dự đưa tay liền đem nàng ôm ngang lên à ngươi thả ta xuống sở thư huyền trong mắt cười chúng chiếm đem nàng ôm được ngay chút, ôm chặt, còn có đường rất xa phải đi. Nàng không thể không ôm hắn cổ, dứt khoát cầm mặt đỏ bừng chôn ở bả vai hắn chỗ, đã sớm là thẹn thùng tại kỳ nhân. Hết lần này tới lần khác Sở Phong ở một bên phốc suy cười ra tiếng, còn làm như có thật chụp chụp Sở Thư Huyền bên kia bả vai, cửu thúc, dầu gì chiếu cố một tí huynh đệ lòng của ta. Một đường lại được rồi nửa giờ, Sở Thư Huyền lúc này mới đem Thẩm Quân Hy để xuống, đến. Thẩm Quân Hy ngẩng đầu, liền thấy nguy nga kiến trúc đứng ở đó mà sớm có mấy cái binh tướng chạy chậm tới đây quan sát bọn họ sở thư huyền cùng sở phong liền đều đưa lệnh bài lấy ra đưa tới không lâu lắm thì có cái tướng lãnh người giống vậy tới đây sở tướng thế tử vị này là sở thư huyền nói tướng quân tôn nữ thẩm quân hy vậy tướng lãnh ước chừng 40 trên dưới nghe lời này trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động trên dưới quan sát thẩm quân hy chợt hốc mắt đỏ dùng sức gật đầu là ta ngu độn tiểu thư cùng tướng quân phu nhân sinh được 10 phần tương tự ta lại mắc vụng về không thể thức dứt lời hắn liền quỳ xuống thi lễ tiểu thư có mặt tướng này chờ hơn mười năm cuối cùng là đến khi tiểu thư ngài. Hắn đem ba người đón vào, cùng sở thư huyền nói một hồi, chủ yếu là giải thích người ở đây sinh kế. Giữa núi cái gì cũng có, chúng ta vốn có chút không thích ứng, sau đó dần dần vậy đều tốt, mình mở ra ruộng đất cày cấy, không cần ở cạnh bên ngoài đưa quân nhu quân dụng đi vào. Chỉ là nghe tướng quân tin dữ, mọi người liền đều có chút khó chịu, cách trận tử, liền sẽ sai người len lén xuống núi, hỏi dò hầu phủ tin tức. Sở thư huyền banh trứ ngôi gật đầu một cái. Tướng lãnh liền còn nói, chúng ta tổng cộng 2.342 người, Mười năm qua vong cố người 78 người, hôm nay còn lại 2,6604 người. Chúng ta một mực chờ, cùng sở tướng hoặc là tiểu hầu gia trở về điểm binh, hôm nay, có thể bảo chúng ta đến lúc. Sở thư huyền nguyên vốn chỉ là nghe, hoặc là tùy ý hỏi hai câu, nghe hắn nói như vậy, phương ánh mắt lòe lòe hỏi, tướng quân chết, chắc hẳn các ngươi cũng biết, các ngươi tin ta. Sở tướng duyên vì sao hỏi như vậy? Người ngoài nói thế nào, chúng ta cũng mặc kệ. Nhưng là tướng quân rất ý tứ rõ ràng tướng quân phải đem chúng ta đều giao cho ngài, chúng ta làm sao có thể không tín nhiệm ngài. Thẩm quân hy vào lúc này, mới chậm rãi có cảm giác, cho nên cái này hơn 2.000 người, thật sự là tổ phụ tư binh, hơn nữa, tổ phụ còn nghĩ những thứ này tư binh cho tỉnh vương. Vậy hứa hoành hà muốn những thứ này tư binh tạo phản sao? Nhưng mà hắn địch đối với là tỉnh vương, tư binh không phải tỉnh vương sao? Nàng muốn không rõ ràng. Có lẽ là nhắc tới sư phụ chết, sở thư huyền ánh mắt có chút lạnh, còn nói, hổ phù ném. Tướng lãnh mí mắt giật một cái, bọn họ là binh lính, kia sợ không phải triều đình công nhận, nhưng cũng là biết rõ quân hồn chỗ. Hổ phù là điều lệnh ba quân binh phù, nếu có người trình hổ phù, bọn họ tất không thể cự. Nhưng hôm nay, hổ phù thất lạc. Không có ở đây ngài nơi này. Biết hay không ở đại tiểu thư nơi đó. Sở thư huyền liễm mi trầm ngâm hồi lâu mới nói, cần phải không có ở đây, sư phụ trước khi qua đời, là cùng ta chung một chỗ, hắn không kịp quay về kinh. Có phải hay không là ở trước đó, tướng quân để cho thân vệ hoặc là ám vệ, đem hổ phù đưa trở lại kinh thành. Tướng lãnh ánh mắt mang theo khao khát, Quay đầu nhìn về phía thẩm quân Hy. Nhưng mà thẩm quân Hy cái gì cũng không biết, liền hứa hoành hà muốn ở Tây Sơn tới tìm thứ gì, nàng cũng là ở trong đầu chữ viết trên mới biết được. Còn như mẫu thân, tự hồ càng mơ hồ. Sở thư huyền cao mày, ta từng dò xét qua huyện chủ, nàng tự như không biết gì cả, ngược lại là hứa hoành hà, sao nàng biết phải trả hơn? Tướng lãnh trần chờ hỏi, hứa hoành hà là huyện chủ phu tế, có khả năng hay không ban đầu tướng quân đem hổ phù trực tiếp giao cho hắn? Không thể nào thẩm quân hy lập tức mở miệng tổ phụ rất sớm liền đối hứa hoành hà có đề phòng ta từng ở mẫu thân trang hạt bên trong thấy tổ phụ thay nàng viết thôi chồng sách nếu không phải vậy trận bất ngờ sợ rằng sẽ không cùng ninh nhi ra đời tổ phụ liền sẽ đem hứa hoành hà nghĩ bỏ ra phủ hơn nữa hôm nay hắn đã không phải là thẩm gia con rể tướng lãnh thất kinh hắn lâu dài lưu lại ở tây sơn đã sớm không biết chuyện kinh thành tuy nói chú ý qua hầu phủ sự việc nhưng cũng là trước khi chỉ biết hầu phủ là hứa hoành hà đương gia mà đại tiểu thư thân thể đã sớm đánh bại hứa hoành hà biết chuyện này hắn vậy tìm hổ phù sở thư huyền ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhắc tới hứa hoành hà giọng vậy vô cùng nhạt nhẽo để cho người vừa nghe liền biết hắn cũng không thích người này tướng lãnh cân nhắc một phen mới hỏi sở tướng lấy là chúng ta làm như thế nào không bằng liền như đem quân sinh trước nói đem chúng ta mật báo trình cho hoàng thượng sinh tử có số liền giao hoàng thượng định đoạt sở thư huyền sắc mặt lập tức liền trầm xuống hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ lạnh lùng nhìn bên ngoài không nói lời nào thẩm quân hy chỉ như vậy nhìn sang nhưng gặp hắn tay quyền ở, tựa như còn đang khẽ run. Nàng không quá hiểu, hắn là tỉnh vương, hoàng thượng đối hắn cái này ấu đệ đau cưng chiều cực kỳ. Những thứ này tư binh do hắn len lén có báo hoàng thượng, cơ hồ không có việc gì, nói không chừng, hoàng thượng khác có an bài, để cho bọn họ không cần che giấu ở núi sâu bên trong. Không thể. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 531, Đế Hào Đường. Sở Thư Huyền cũng không vui nói nhiều, hắn chỉ là quay đầu, kinh ngạc nhìn tướng lãnh, nói, chiếu rọi tướng quân, như đem các ngươi giải tán, ta đưa các ngươi xuất quan hoặc là đi biên thùy mai danh ẩn tính làm người bình thường được không chiếu rọi tướng quân cúi đầu cười khổ sở tướng chúng ta rời đi nơi này yên có đường sống rời đi binh lính riêng chỗ ở thẩm quân hy tim một mực nặng trĩu nàng không hiểu lắm rốt cuộc nguyên do trong đó muốn hỏi cũng không biết như thế nào hỏi ra miệng bọn họ vốn là vinh gia quân vinh gia cũng là võ tướng tổ tiên cùng thẩm gia tổ tiên hợp xưng hai đêm địch quân như nghe được hai người có tên tiếng không người không nghe tiếng sợ vỡ mật vinh gia quân làm sao thành thẩm gia tư binh trên mặt là đạo binh thật ra thì là bị vinh gia buông tha vứt đi sở thư huyền nói điều này thời điểm trên mặt tuy là lãnh đạm nhưng lòng bàn tay hắn cầm được chặt cơ hồ là cắn răng nghiến lợi thân làm tướng quân hiểu nên là vệ quốc binh pháp mà vinh gia nhưng biết nhận định quyền lợi lừa đảo chống cự ngoại địch cũng phải cùng triều đình liên hệ tới chi quân đội này là được vứt đi le que mấy lời thẩm quân hy không tính là rất hiểu nhưng cũng đã rõ ràng vinh gia bảo vệ không phải gia quốc thiên hạ mà là vinh gia danh dự cùng chiến công sư phụ không đành lòng các tướng sĩ chịu nhục len lén đem bọn họ ẩn nút ở chỗ này phía dưới này là ta thôn trang phía trên có một cái mỏ bạc đều là ta đang xử lý lúc này mới có thể ẩn nút như vậy lâu hồi lâu thẩm quân hy mới thử dò xét hỏi vậy hoàng thượng như vậy tín nhiệm ngươi ngươi duyên vì sao không đem việc này cho biết hoàng thượng sở thư huyền trên mặt lộ ra vẻ chế giễu, mai kia thiên tử một triều thần ta không thể làm như vậy hắn không giải thích thêm chỉ chặn ngang đem thẩm quân hy ôm. đoạn đường này khó khăn nhất phải trận pháp huyền diệu liền không cẩn thận liền sẽ rơi vào nguy cơ. Thẩm Quân Hy kinh hoảng ôm lấy hắn cổ, lần này, cùng ở một bên Sở Phong cũng không cười. Sở Phong so Sở Thư Huyền tiểu ngũ tuổi, tuy là thuở nhỏ lớn lên, rốt cuộc cách tuổi, tốt nhiều chuyện hắn tri giác được cũng không tính là nhiều. Có thể hắn vẫn luôn biết, mình vị này cách một bối phận huynh để chịu đựng được rốt cuộc có nhiều ít. Những chuyện này, Thẩm Quân Hy không để ý tới rõ ràng, có thể nàng có chút hoảng hốt. Nàng làm sao biết tin vào Hứa Hoành Hà mà nói, lấy là Tĩnh Vương cũng là vì thẩm gia đồ tới. Rất hiển nhiên, so với chưa bao giờ gặp mặt danh tiếng không rõ lắm tốt ninh nhi những cái kia tư binh tín nhiệm hơn tỉnh vương hổ phù đối với hứa hoành hà mà nói muốn chặt đối với tỉnh vương mà nói căn bản coi là không được cái gì sở thư huyền giống như là có thể xem hiểu thẩm quân hy mà nói hơi câu mày nói hổ phù mất hoặc giả là ý của sư phụ tư binh giữ lại tóm lại gặp nguy hiểm nguyên bản hổ phù tồn tại là vì để cho bọn họ mới có thể có trốn bay lên trời cơ hội nhưng sư phụ không có ở đây người ngoài sư phụ chưa chắc tin được tổ phụ cũng không tín nhiệm ngươi sao hắn ông trước nàng nàng ngay tại bả vai hắn chỗ mùa hè áo quần đơn bạc nàng lúc nói chuyện phúng ra hơi thở lượng quanh ở hắn nơi cổ ngứa một chút tựa như ở khiêu khích hắn tiếng lòng có một khắc như vậy hắn cảm giác được mình không nhịn được có thể ngài không yên suýt nữa rơi xuống lại để cho hắn tỉnh táo lại so với sư phụ ta sớm hơn rơi vào nhà tù thẩm quân hy không hiểu sở thư huyền ý nàng cảm thấy trước mặt người đàn ông này tựa hồ có vô tận địa phương kỳ quái ví dụ như tổ phụ chết mẫu thân đối hắn hận cùng với hắn cùng hoàng đế vậy kỳ quái cảm tình nàng rất muốn hỏi một câu nhưng hắn ôm trước nàng vẫn bước đi tới trước thẩm mạng đổi máu sau ngày thứ ba liền tỉnh lại rồi nàng biết cùng ngày phát sinh hết thảy cũng không có rất giật mình chỉ một mực cầm thẩm quân hy tay không chịu thả nàng rất yếu ớt còn không thể nói chuyện bất quá thẩm quân hy nhìn ra nàng rất vui vẻ nàng mi trong mắt tất cả đều là cười nương đừng lo lắng ngươi hiện tại tốt lắm chúng ta hết thảy đều tốt thẩm mạng ánh mắt đi cửa sổ nhìn ra ngoài thẩm quân hy nói cố tam gia vậy không có gì đáng ngại trúc lịch là cái vô cùng lợi hại đại phu tỉnh vương điện hạ vẫn luôn ở nàng cảm nhận được mẫu thân tay dùng sức cầm nàng rõ ràng tới đây mẫu thân là lo lắng ở kinh thành ninh nhi nương ngài không cần lo lắng tỉnh vương đều an bài xong dỗ trứ thẩm mạng ngủ thẩm quân hy tim nhưng thật lâu không bình tĩnh được tỉnh vương tỉnh vương nàng mở miệng sách ra như vậy nhiều tỉnh vương nhưng mà nương thật yên tâm tỉnh vương sao từ rất nhiều gã bắt đầu nương không yên tâm cũng nên yên tâm nhưng tổ phụ chết vĩnh viễn là để ngang nương gút mắt trong lòng nàng tổng cảm thấy không quá vui vẻ tổng cho rằng tỉnh vương cưới nàng bất quá là bởi vì nàng là thẩm gia nữ có lẽ bên trong còn mang tỉnh vương đối tổ phụ ấy nấy mà cây kia để ngang tỉnh vương cùng mẫu thân trong lòng gai lại là dạng gì đi tới trong sân thẩm quân hy dự định đi bên cạnh viện tử xem xem cố tấn đình từ trước như thế nào tương lai thì như thế nào đều không phải là điểm chính cố tấn đình cứu mẫu thân đây mới là khẩn yếu nhất chỉ là còn chưa đi đến cách bách viện tử liền thấy tỉnh vương đi tới sở thư huyền cùng sở phong cùng đi tới đây thấy thẩm quân hy một khắc hắn ánh mắt hòa hoãn mẫu thân ngươi còn tốt đã tỉnh đổ nữ y cho nàng xem qua chỉ cần tỉnh dưỡng vậy chúng ta ngày mai hồi kinh đi thẩm quân hy dọa cho giật mình chúng ta nhưng mà ninh nhi nơi đó có chuyện vô sự chỉ là chúng ta nên trở về kinh sở thư huyền quay đầu liếc nhìn sở phong sở phong tự giác giơ tay thư huyền thẩm tiểu thư ta mới vừa vừa nhớ tới tới ta còn có chút chuyện đi trước sở thư huyền ba người chỉ có sở thư huyền có chức vị Cố Văn Uyên cùng Sở Phong, mặc dù đều đã qua 20 tuổi năm, nhưng vừa chưa từng đính hôn, cũng không từng vào triều làm quan. Hắn hai người rảnh rỗi phú ở nhà ngược lại là bình thường, nhưng Sở Thư Huyền đâu? Đến hành lang hạ ngồi, Sở Thư Huyền mới nói, Hứa Hoành Hà phản ứng, sao ta muốn phải hơn mau? Tây Sơn binh lính riêng sự việc, hoàng thượng đã biết. Vậy làm sao bây giờ? Thẩm Quân Hy hốt hoảng không dứt, ngày đó vị kia cái gì chiếu rọi tướng quân đề nghị thời điểm, Tĩnh Vương tại sao không đáp ứng? Cho nên, cần mau chút hồi kinh. Khi Nhi, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, thẩm gia không có việc gì." Thẩm Quân Hy dè đặt hỏi, nhưng mà, hoàng thượng biết hay không trách ngươi." Lừa gạt báo. Sở thư Huyền yên lặng hồi lâu, trên mặt lộ ra vẻ chế giễu vẻ, lừa gạt báo. "Ta chính là lừa gạt báo, hắn cũng sẽ không nói ta cái gì." Hắn cùng hoàng thượng tới giữa thật là kỳ quái, từ trước hắn gần đây kêu hoàng thượng, vẫn là lần trước mới nghe hắn kêu hoàng huynh. Thẩm Quân Hy không dám hỏi nhiều, một cặp mắt ước chừng nhìn chằm chằm hắn, rất sợ bỏ qua hắn trên mặt tâm trạng. Sở thư Huyền nhàn nhạt mang mi gặp nàng ánh mắt lửa đốt lửa đốt nguyên bản nghiêm túc gương mặt lập tức ôn hòa đứng lên hắn đưa tay đem tay nàng cầm vào trong tay thông trang trên ta sẽ thu xếp ổn thỏa nhưng là hầu phủ ngươi cần được vạn phần chú ý hầu phủ bị hứa hoành hà thấm nhuần mười mấy năm hắn cũng không phải là từ bỏ ý đồ người chỉ cần còn sống hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi cùng quân ninh cho nên ta sẽ chú ý thẩm quân hy vùng vẫy rẻ, chỉ là tay bị hắn cầm được chặt nàng không tránh thoát lại mười phần ngượng ngùng ta như không biết nên như thế nào đi liền để cho người đi vương phủ tìm ngươi mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị